Chào các bạn, hôm nay mời các bạn đến với một trò chơi mới, đó là thải bi vào ô bóp bít. Quy định như sau: hai đội sẽ có 5 viên bi. Đây là 5 viên bi của đội Vinh. Và đây là 5 viên bi của đội Cha. Và đây là phần thưởng. Phần thưởng. Cha và Vinh sẽ có 5 lượt thải. Lượt thứ nhất, nếu ai thắng thì sẽ được một phần quà, đó là một bịch bánh gạo. Qua hai vòng, nếu đội nào thắng sẽ được nhận được một hộp xúc xích heo cowboy. Rồi, bắt đầu. Bắt đầu. Dạ, ai thải trước? Vinh hay Cha? Cha đi. Cha hay ai? Cha thải trước nha. Dạ. Một viên. Hai viên. Một hộp. Rồi, tiếp tục. Ba. Ba viên. Bốn viên. Rồi. Rồi tới Vinh. Vậy như vậy là lượt một, Cha thải được ba viên. Rồi. Rồi tới mời đội của Vinh. Một viên hộp. Vô một viên. Hai viên hộp. Hai viên vô. Viên cuối cùng. Rồi, như là rồi, vòng một. Thưởng nha cha. Rồi, một bịch bánh. Và vòng hai. Vòng hai. Bây giờ đến lượt của Vinh. Vinh hãy trước. Một viên vô. Một viên hộp. Tiếp tục. Hai viên vô. Ba viên vô. À, chúc mừng đội của bạn Quang Vinh được ba viên vô. Rồi, giờ tới cha. Tới lượt của cha. Cha nha. Một viên hộp. Một viên hộp. Hai viên hộp. Hai viên hộp. Được một, một viên. Viên vô. Ai chà chà. Rồi, cái này chắc Vinh thắng quá. Rồi. Qua vòng thi thứ hai thì đội Quang Vinh đã giành chiến thắng với 3 viên. Đây là phần thưởng cho Quang Vinh. Quang Vinh nhận phần thưởng. Rồi, Quang Vinh nhận phần thưởng. Và bây giờ hai đội sau hai vòng đã cân bằng. Bây giờ đội cha cầm một viên. Một viên thôi. Đội cha xè tay ra cầm nhận một viên. Đội của con Quang Vinh nhận một viên. Bây giờ mình chơi một lần thôi ha. Ai vào sẽ nhận được phần quà, đó là một hộp xúc xích heo cowboy. Dạ, bạn đầu tiên nha. Xin mời đội Quang Vinh trước. Vào. Rồi. Đội cha đã ra ngoài rồi. Đây là phần thưởng cho Quang Vinh. Mời Quang Vinh mà nhận hai tay. Chúc mừng Quang Vinh giành chiến thắng. Video đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.